Soạn cải lương Tô Ánh Nguyệt, soạn giả Trần Thị Sa, xin mời nữ song ca với Linh Tâm. Tâm cô lại cần bá đấy cô. Mình chỉ còn dễ thuốc đứng ngồi này, mình cho tôi nói gì mình già một sự thật, một sự thật đau lòng mà tôi không dám nói được từ bấy lâu nay. Như là những lúc thằng thắm nó chập chững bước đi, mình sung sướng, mình reo cười, mình vuốt ve nâng niu. Trong khi tôi thì liễn tưởng đến một nơi xa xôi nào đó, có một người chân tư giỏ mà quan nhân tư đang âm thầm đau khổ. Mình ơi, nỗi khổ đau kia chính tôi là người gây nên. Tôi đã quên lời hẹn ước mà giọng phụ một
mình ơi, nghe những lời mình vừa vấn dạy. Em vừa tôi vừa thương cho ai lâm vào hoàn cảnh chân chiêu, thương cho người bán gái đồng hối đồng thuyền. Từ lâu em hiểu lầm mình mê một bóng sắc nào thôi, mà mình thường bỏ em, em tuổi buồn và mình ba phước, nào có ngờ đâu lại có người bạn phước hơn em. Sống giữa bốn bức tường sáng cả, em không thấy bên ngoài còn lắm nỗi cháy ngang. Năm con dù là má nuôi hay vẫn là má thương con ruột thịt, hồi con phải đi tạ lỗi trước mẹ con về sum họp, để chung quanh con có những tình thương, cùng dìu dắt con qua ngưỡng cửa cuộc đời. Tất người đàn ông khi đấy là cậu thuộc của con đó, của người đàn bà mà con chẳng lời không thấy giờ này mà chúng ta nhớ là mẹ của con. Lúc hát lại anh Huy Lê hát mà xả anh mẹ mới hát chồng rồi. Con được bảo bọc nhớ che bằng tấm lòng nhớ nhau, nghe già tình như biển cả tâm sâu. Trong trái tim con bây giờ có hai người mẹ, trong thân có dưỡng sanh dưỡng đạo trồng. Ba ơi đổi điều chắc hẳn con đã được cảm thông, vậy ba hãy an tâm mà tình dưỡng tinh thần. Rồi con xin phép má để cho con đi tìm mẹ đây, con lo hơi dường sớm hồn. Hay quá. À, cảm ơn nữ đã gia luôn cái tâm. Hay quá bằng tâm. Mười mấy năm trời cứ buồn buồn tối tối không biết gì. Ai ngờ là em là người đến sau. Rồi cảm ơn anh trai Trần Tâm. Cái vào đường like của em giao lưu cùng em nha. Cảm ơn cả nhà cô Vũ cho hai anh em nha.